Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Ford Fiesta sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh được hơn 9 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Thì tôi cũng giới thiệu sơ qua với quý vị và các bạn về chiếc xe Ford Fiesta một chút ạ. Ở xe Ford Fiesta thì nó có những phiên bản, ví dụ như phiên bản hatchback và những phiên bản sedan. Trong phiên bản hatchback và trong phiên bản sedan đều có phiên bản là 1.0 và phiên bản 1.5 các bạn nhé. Động cơ 1.0 EcoBoost thì là bắt đầu từ năm 2015, 16 trở lại đây thì Ford mới bắt đầu cải tiến đưa động cơ EcoBoost 1.0 vào cho chiếc Fiesta, cũng giống như những chiếc xe EcoSport đấy ạ. 1.0 EcoBoost đi rất là tiết kiệm nhiên liệu mà lại rất là khỏe các bạn nhé. Đấy thì ngày hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Ford Fiesta hatchback phiên bản 1.0 EcoBoost sản xuất năm 2016, màu đỏ đây các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn, xem từ những cái phần đầu này còn rất mới đây. Những cụm đèn còn rất là mới này, những cái dòng xe hatchback này thì phần lớn là những người mà đi ít này, đặc biệt là những đàn ông đi ít hoặc là phụ nữ, chị em phụ nữ đi những cái dòng nhỏ gọn này các bạn nhé. Cho nên là gần như ở cái phân khúc này xe đều chạy ít các bạn ạ. 2016 tính ra là đến nay thì cũng đã là 6-7 năm sử dụng rồi, 7 năm sử dụng rồi, nhưng mới lăn bánh có hơn 9 vạn km thôi các bạn ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 315 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Fiesta phiên bản 1.0 EcoSport 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của Ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh Ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Fiesta phiên bản 1.0 EcoBoost 2016 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất bên ngoài, cũng như là về cái phần nước sơn của chiếc xe các bạn nhé. Màu đỏ thì rất là đẹp rồi, rất là phù hợp với các chị em phụ nữ cá tính, và đặc biệt là màu đỏ đi trong cái dịp Tết thì rất là may mắn các bạn nhé. Đầu xuân năm mới đến nhà ai chúc Tết, những chiếc xe màu đen là người ta cũng sẽ không, chủ nhà cũng sẽ không vui bằng những chiếc xe màu đỏ được các bạn ạ. Đấy, đầu năm mới bắt đầu vừa đến cổng nhà người ta một chiếc xe màu đỏ, tôi đảm bảo với quý vị và các bạn là các chủ nhà đều rất là hân hoan, hoan hỉ chào mừng các bạn nhé. Chứ màu đen là chắc chắn là sẽ không vui bằng những chiếc xe màu đỏ được. Đấy, rất là đẹp luôn. Về chiếc xe này thì sơn zin nguyên bản của xe bên ngoài này cũng còn rất là nhiều các bạn xem này. Đấy, sơn zin nguyên bản còn rất là nhiều nhé. Cụm đèn pha rất là mới đây các bạn xem này. Cụm đèn pha rất là đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, chưa có bị xước sát, móp méo gì các bạn nhé. Nhìn về phần đầu cũng đã thấy rất là ấn tượng bởi đôi đèn pha còn rất là mới và sáng. Tiếp theo đó là cái logo cũng như là cái lưới tản nhiệt cũng đều rất là đẹp các bạn xem này. Đều rất là đẹp, rất là mới các bạn nhé. Bên cạnh đó là cụm đèn gầm cũng còn rất là đẹp đây các bạn xem này. Xe cũng đã được trang bị sẵn đèn gầm rồi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe 2016 tính ra là 7 năm sử dụng rồi mà còn rất là đẹp đây các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Dàn lốp cũng còn rất là dày các bạn nhé. Dàn lốp còn rất là dày, la răng thì la răng đúc, chưa có bị xước sát gì cả các bạn xem đây ạ. Đấy, dàn lốp thì dày này, la răng đúc chưa có xước sát gì cả. Nhìn về cái đằng sau thì quý vị các bạn cũng thấy đây ạ, rất là ấn tượng bởi đôi đèn hậu còn rất là sáng này. Đôi đèn hậu cũng rất là sáng. Những phụ tùng của những chiếc xe Ford đến từ đất nước Mỹ này thì bao giờ là cái rất là bền, cho nên là nhìn những cái cụm đèn nó cũng rất là sáng, nó khác hẳn so với chất lượng của những chiếc xe Hàn các bạn nhé. Đấy, nhìn cái cụm đèn nó sáng như này đấy, mới như này đấy, nhiều người lại nghĩ là thay rồi, nhưng thực tế ra là đồ của Ford rất là bền. Bên trên thì xe cũng đã được trang bị đuôi gió này, đèn phanh trên cao này. Đấy, phiên bản Ford Fiesta 1.0 EcoSport, phiên bản này là phiên bản S thể thao rồi các bạn nhé. EcoSport 1.0 thể thao. Xe đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi các bạn nhé. Đây là đã có camera lùi, cảm biến lùi rồi. Đấy, dàn lốp thì các bạn xem đây ạ. Cả 4 quả lốp còn rất là đẹp. Lớp sơ cua còn mới tinh chưa hạ các bạn nhé. Lớp sơ cua chưa dùng cái nào cả, còn rất là mới. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Rất là đẹp luôn, một chiếc xe 2016 mà đẹp và đều xe như này đấy ạ. Về phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Xe được trang bị khóa thông minh này, bấm tay để mở cửa ở đây các bạn nhé. Đấy, toàn bộ về nội thất của chiếc xe thì đầu tiên là tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về cái tắp bi cánh cửa phía trước bên lái này. Keo chỉ còn nguyên này, tắp bi cánh cửa còn nguyên và còn rất là mới này. Đấy, tắp bi rất đẹp, nhìn từ tắp bi cho đến táp lô. Đấy, táp bi, táp lô, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp các bạn nhé. Đây, đồng hồ công tơ mét đây, 9 vạn các bạn ạ, 9 vạn mốt, chính xác là 9 vạn mốt. Và đây là lịch sử bảo hành bảo dưỡng mà chủ xe đang làm đấy ạ. Chủ xe vừa mới thay dầu ở 9 vạn chẵn này, 9 vạn chẵn và đang nghẹn 9 vạn rưỡi thay dầu tiếp theo, thì bây giờ đang chạy được 9 vạn mốt rồi các bạn nhé. Đấy, điều này là chứng tỏ là chúng tôi không tua đồng hồ các bạn nhé, đồng hồ không tua này. Đấy, thay dầu vào thay dầu là 9 vạn và đang hẹn 9 vạn rưỡi và đồng hồ của tôi là đang 9 vạn mốt. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Xe đã được trang bị sẵn nội thất da và chủ xe cũng đã trải sàn da rồi đây. Đấy, đã có trải sàn da này. Toàn bộ những cái phần trần đều rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển đây ạ. Đấy, toàn bộ từ những cái ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem. Keo chỉ là cũng còn nguyên bản này. Chắc chắn với quý vị và các bạn là keo chỉ còn nguyên bản nữa này. Táp bi cánh cửa này rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn xem, từ những cái móc cửa này, công tắc lên xuống kính này đều rất đẹp đây. Đấy, nhìn về bên trong nội thất phía sau này thì cái ghế, hàng ghế sau này đẹp. Hàng ghế sau này ít người ngồi hơn cho nên là còn rất là mới này. Đấy, tất cả những cái phần nỉ trần